chào các bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục với dạng bài y cay nếu như mà nói nôm na ấy, thì có nghĩa là mình sẽ có cái cách nói thay thế tức là cái bài văn đấy nó sẽ nói về một chủ đề nhưng mà nó sẽ so sánh rồi nó sẽ dùng các cái ví dụ này hoặc là dùng các cái cách nói thay thế để mà diễn tả cái ý tương đồng như thế và mình sẽ phải tìm ra được là à người ta đang y cay cái gì với cái gì để mà mình biết được cái nội dung của bài cái bài này thì các bạn chắc là đã làm rồi mình sẽ cùng đến phần phân tích nhé câu hỏi của bài nó vẫn là cái nội dung mà à, phù hợp nhất với cái đoạn văn này là gì và mình sẽ cùng đi với cái phần à, nội dung chi tiết nhé Watasta chiwa sự sia ni <laughs> hai mono wa, minna ni hai là thì cái việc đầu tiên khi mà mình nhìn câu thì chúng ta đọc ấy thì chúng ta cũng không nên đi vào chi tiết từng các cái từ ở trong các cái câu như thế này mà mình hãy nhìn theo cụ thì cái cụ mà mình nên nhìn đầu tiên là mình đi tìm cái cụ chủ ngữ sau đó là mình sẽ đi tìm cái cụ của cái phần vị ngữ là cái câu đấy là danh từ động từ hay tính từ đấy giống như là mình đã chia sẻ ngay từ cái bài đầu tiên rồi là chúng ta thì ôm yasui đúng không chúng ta thường hay cho rằng là thường hay nghĩ rằng là hoặc chúng ta dễ dàng nghĩ rằng là nghĩ, dễ dàng cho rằng là là cái gì thì là cả cái cụm ở bên trong đây là xi anhi hai là mình thấy cái cụm con ở đây là cái nô hóa là cái chủ ngữ đúng không vậy là chúng ta thường hay uh, cho rằng là những cái thứ mà đang lọt vào trong tầm mắt thì tất cả chúng ta đều đang nhìn những cái thứ đó gọi là mình sẽ dịch là tất cả chúng ta đều đang nhìn những cái thứ mà đang lọt vào tầm mắt thì thông thường chúng ta hay nghĩ như vậy thế nhưng mà si đi hai t t một chiu na mi mono câu này vẫn là cái kết thúc là mono nhưng mà mono mình cũng sẽ cần phải để ý là nó có hai nghĩa, một là giống như mấy bài trước mình gặp ấy là danh từ hóa của cái chủ ngữ, có là a hóa b đề sự, đúng không? a là cái gì, a là b hay là b là a. Nhưng trong cái này thì nó lại là về mặt cấu trúc ngữ pháp, khi mà muốn nói đến những cái thưởng thức, những cái mà thông thường hầu hết ai cũng sẽ như vậy hoặc là chân lý thì nó sẽ dùng cái từ mono đề sự này thì mình sẽ hiểu rằng là tề mỗ đây là cho dù nó có lọt vào trong tầm mắt của mình đi chăng nữa nếu như mà chúng ta chiêu y trên nếu như mà chúng ta chiêu y trên bà là mà mình không chú ý không để ý đến nó thì cho dù nó có lọt vào trong tầm mắt thì chúng ta cũng không có nhìn mono để sự thực sự, sự thực nó là như vậy thông thường thì nó là như vậy và đấy là chân lý nó là như vậy kiểu như vậy thì cái từ mono ở đây nó mang cái ý nghĩa như thế Fudan để mộ xô so để sự thông thường thì cũng như vậy hay là bình thường thì nó cũng như vậy. Shibun ga ashi o kega suru to machi no naka ni wa ashi o kega shita hito ga omoi no hoka ni koto ni ki ga tsukimasu. Bình thường thì là cũng tương tự như vậy, khi mà mình bị thương ở chân đúng không? Shibun ga ashi o kega suru to mình bị thương ở chân thì Niwa ở đây nó cứ là ở trên đường phố đúng không? Nhưng mà mình sẽ nhìn vào cái cuối câu trước là Kigatsuku Kigatsuku ở đây là nhận ra, nhận thấy rằng cái gì đó Thì nhận ra, nhận thấy cái cô tô này này Nên là tất cả những cái đoạn ở bên trên này Nó chỉ bổ nghĩa cho cái cô tô này thôi Vậy là khi mà mình bị thương ở chân Thì mình sẽ nhận ra một cái điều rằng là à, Có khá là nhiều hơn là mình nghĩ ô môi, nó hô cả môi nó hô cả gọi là nhiều hơn chúng ta nghĩ cái gì hito cả đúng không số những cái người mà bị thương ở chân ở trên đường phố ấy thì là nhiều hơn chúng ta nghĩ khi mà chúng ta bị thương ở thân khi mà chúng ta à, bị thương ở chân <laughs> thì ở đây chúng ta lại tiếp tục nhìn theo các cái phần dấu phẩy và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp gà ở đây là mình sẽ có thể tách thành một câu rồi này mặc dù là tố imas gà mặc dù nói rằng là nói rằng là thì nó sẽ có cái cụ mệnh đề danh tử ở trong là có cái chủ ngữ con là wakamonogap à, mặc dù nói rằng là à, người trẻ hoặc là bọn trẻ thì thường hay yốc cự đúng không thường hay yuzura này không nhường chỗ cho những cái người già mà đang đi lên trên xe điện à, thế nhưng mà hóa là cái việc đó đúng không? cái việc đó là cái việc gì là cái việc mà người trẻ không nhường chỗ cho người già ấy thì là rojima ni mô ma cư nô uê hai tê tê mô Là gì? Cái việc đó thì tố môi mát thì khi mà thấy ad hóa thì mình vẫn nhìn xuống dưới câu luôn xuống dưới câu thực ra ad hóa này khô hóa xô so đê hóa thì nó sẽ phải kết thúc bằng danh từ nên là thực ra kết thúc là nó phải là nô no đà này này còn tố màu ở đây đó chính là tôi cho rằng là tôi nghĩ rằng là thôi vậy cái tố màu ở đây nó là cái cái lồng to đúng không bây giờ mình đi tìm cái lồng nhỏ cho cái lồng to này là tôi cho rằng là cái việc đó là cái nô no đà đúng không là cái việc mà cái việc gì thì lại tìm một cái chủ ngữ con ở bên trong đúng không là cái định cái 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 cái, cái mệnh đề um, danh từ uh, ở bên trong là gì? Uh, tôi cho rằng cái việc đó là là cái gá này này là cái antenna antenna đây là cái cột phát sóng hay là cái um, sự chú ý của mặt ý thức uh, của mình đang hataraitena là đang không hoạt động tiếp đến là mình sẽ thấy tề mố ở đây đúng không vậy là cái điều đó tôi cho rằng là mặc dù là những cái người già thì đang hay tệ là đang được phản ánh lên trên võng mạc trên võng mạc của ai thì chính là võng mạc của những cái người trẻ đi chăng nữa nhưng mà cái antenna iski cái iski no antenna là cái về mặt ý thức, về mặt nhận biết, về mặt ý thức của những cái người trẻ thì đang chưa có hoạt động hoặc là đang không có hoạt động. nên là họ 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 không họ không nhìn thấy cái việc là có người già ở trong mắt mình và người ta cũng không có nhường chỗ cho cho người già, ý nó là như vậy. dai no Wakamono ga yoku me ni tsuita no wa jibun no keiken kara mo wakarimasu. là Ni hóa ở đây là với những cái người trẻ à, tiếp đến là mình sẽ thấy cái chủ ngữ ở đây nó phải là nô hóa ở đây này đúng không là cái việc mà à, đối với người trẻ thì những cái người trẻ cùng thế hệ hay là những cái người trẻ mà cùng độ tuổi ấy, thì sẽ dốc cự mini trực cự là sẽ thường hay đập vào mắt những cái người trẻ hơn ấy thì là từ cái kinh nghiệm của mình thì tôi từ cái kinh nghiệm của mình thì tôi cũng hiểu được cái điều này hiểu được cái điều này là hiểu được cái điều gì các bạn hiểu về cái gì hiểu về cái nô hóa này các bạn hiểu về cái việc là uh, người trẻ cũng rất là hay dốc cự mini chữ cự là thường hay để mắt để ý uh, đập vào mắt những cái người mà có cùng cái độ tuổi với mình uh, và tôi rất là hiểu cái điều đó thì cái bài này các bạn thấy không nó đang y cay được cái gì ạ ở cái đoạn đầu ấy người ta đang nói về cái việc là cái gì mà mình lọt vào tầm mắt nhưng mà nếu như mà mình không có chiwi stena kereba thì mình sẽ mi enai và đây nó là cái chân lý và thông thường uh, nó là như vậy. Giống như kiểu là bình thường mà mình bị thương thì là mình sẽ nhìn thấy ở ngoài đường phố là rất là nhiều người cũng bị thương ở chân giống mình. Thì người ta đang y cai cái gì? Mình sẽ thấy là có hai cái y cai ở đây một là người ta đang so sánh cái việc là uh, mình bị thương ở chân thì mình sẽ nhìn thấy nhiều người, người bị thương ở chân giống mình uh, người trẻ thì làm sao không có nhường chỗ cho người già bởi vì rằng là họ không có nhìn thấy uh, không có ý thức rằng là có cái người già trong mắt mình nên là họ cũng không có nhường chỗ cho họ như và họ thường chỉ hay để ý đến những cái người mà cùng độ tuổi với mình thôi thì nó chính là tất cả các cái ví dụ về cái kega, về cái wakamono mà không nhìn thấy rojin thì đều nó đưa ra cái lý luận hoặc là cái giải thích cho cái chính của mình ở đây. Đó là những cái gì mà lọt vào trong tầm mắt mà mình không để ý tới thì mình cũng không có nhìn thấy. Thì cái từ mono để ở đây mình sẽ nhận biết bằng cái cách như vậy là cái chân lý là cái thông thường hầu hết mọi người sẽ là như vậy hoặc là cái chân lý về thưởng thức nó là như thế Đấy, và cái đoạn ở dưới ở đây nó đưa ra rất là nhiều các cái ví dụ cụ thể hoặc là các cái y kê đự để thay thế cái, để giải thích cho nó rõ hơn cái điều mà người ta đang nói thì cái dạng bài này nó cũng khá là hay gặp và thông thường chúng ta hay bị uh, không nhìn ra được tổng thể của cả cái đoạn văn ấy thì chúng ta sẽ phải biết được là à nó có những cái kiểu dạng bài như thế và nó thường hay nói a xong bắt đầu nó nói b nói c nói d để mà giải thích rồi lập luận lý luận cho cái a thì là mình phải biết cái a nó là cái chính và cái b cái c cái d nó chỉ là phụ thôi thì khi mà nhìn vào cái đáp án ở đây mình cũng sẽ có thể loại những cái nào mà nó là những cái phụ đấy là những cái kê ga đấy là những cái này đấy là những cái sekiyo kyo uh, này đấy là phải loại bỏ nó đi đúng không và nó không phải là cái ý của bài đáp án của mình ở đây bây giờ mình sẽ loại dần này wakamunogarozini sekio yuzurana này á rozinga cyanideina thì đúng chính xác câu một là đúng nhưng mà cái điều mà người ta đang muốn nói đến ở đây có phải là cái việc mà người trẻ không nhường chỗ cho người già hay không? không đúng không ạ cái điều mà người ta muốn nói đến nhất nó không phải là cái cái ví dụ này cái số 2 là gì wacamododo c nó wacamoninitaite ta iskino antena no dearu là chỉ với những cái người trẻ có là người trẻ là chỉ có để ý hoặc là ý thức tới những cái người mà người trẻ giống mình thôi thì cũng đúng đúng không cái câu này ở dưới đây người ta cũng nói về cái ý đấy, nhưng mà chung quy lại nó lại không phải là cái ý đấy vì là nó chỉ là một cái ví dụ để mà nó nói về cái chính ở cái câu đầu thôi, giống như là mình giải thích nên cũng có sai. Nên là nên là nó cũng sai. Câu 4 này nani ni demo này Thì cái câu này thì sai nghĩa hoàn toàn rồi Là chúng ta sẽ để ý đúng không? Chúng ta sẽ hoạt động cái ý thức của mình cho bất kể cái việc gì thì sai Có nghĩa là cái câu đầu người đang nói là chúng ta hay thường Omoyasu là tất cả chúng ta đều đang để ý những cái gì mà lọt vào tầm mắt đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không không antenna Cái iski antenna mà nó không hatarai te rự Thì chiu ishi te na thì mình cũng không nhìn thấy đâu mà đúng không? Nên là cái cái số 4 này của mình là đang bị sai về nghĩa rồi, nó chỉ còn cái số 3 này thôi. Là many hai mono demo ishi o nai to, miete nai no Là mặc dù là nó lọt vào trong tầm mắt của mình, cái thứ đó là lọt vào trong tầm mắt của mình, nhưng nếu mà cái ý thức của mình không để ý tới nó thì thực ra là mình cũng không có nhìn thấy. Thì cái bài này cũng khá là hay, ý rằng là chúng ta thường hay để ý tới những cái gì mà chúng ta đang quan tâm. À, nếu như mà các bạn đang muốn học tiếng Nhật thì thường những cái trang page về tiếng Nhật nó sẽ lọt vào trong mắt của các bạn. Các bạn đang muốn tìm hiểu và phát triển về bản thân thì những cái cuốn sách và những cái bài viết về phát triển bản thân nó cũng sẽ lọt vào mắt của các bạn. Hoặc là các bạn đang muốn mua một cái chiếc váy chẳng hạn thì đi ra ngoài đường là các bạn sẽ thường nhìn vào những cái người khác đang mặc váy. <laughs> đang mặc cái váy nào thì mình xem là mình sẽ có thích cái loại đấy không đúng không? Hoặc là mình thích cái Váy nào là mình sẽ nhìn chăm 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 vào đấy Và nó sẽ rất là hay mê ní mê, cự mê, Là nó sẽ đập vào mắt Cái nội dung của bài này thì là Mình muốn nói một chút Về cái chủ đề ngoài lề Về cái việc là làm thế nào để mà mình có thể Theo đuổi cái việc học tiếng Nhật Một cách lâu dài thực ra nói đến học thì hầu hết là ai cũng sẽ không muốn học và học một thời gian sau khi mà ôn gel pt mà đỗ xong thì chúng ta cũng không có học nữa và bản thân mình thì cũng như vậy nhưng mà cái việc học này chúng mình sẽ phải nghĩ rộng ra một chút là nó không phải chỉ có học gel pt hoặc là học ngữ pháp rồi từ vựng mà chúng ta hãy biến những cái chúng ta học đấy nó liên quan tới tiếng nhật và nó sẽ đi theo cái phần sở thích của mình giống như là cái bài này chúng ta sẽ thường chỉ hay đập vào mắt những cái thứ mà chúng ta đang quan tâm nếu như mà chúng ta đang thời điểm hiện tại chúng ta đang quan tâm đến cái việc là nuôi dạy con cái thì là mình hãy tìm những cái cuốn sách này những cái bài viết này những cái kênh youtube này về cái lĩnh vực là nuôi dạy con cái bằng tiếng nhật để nghe thì thông qua đấy mình cũng có thể học được thì chúng ta sẽ học được suốt đời và cái thời điểm này bạn lại đang muốn khởi nghiệp chẳng hạn hoặc là bạn đang muốn làm một cái dự án riêng cá nhân hoặc là muốn phát triển tìm hiểu về cái gì đó thì các bạn cũng có thể tìm các cái tài liệu liên quan và tương ứng tới những cái điều mà chúng ta đang tìm hiểu ấy thì là cái việc học tiếng Nhật của mình nó cũng sẽ kéo dài được lâu. Hoặc là ngay cái việc mà bạn đang học GPT hoặc là đọc hiểu GPT như thế này thì các cái bài đọc của mình ấy nó thường có một cái điểm đó là học được rất là nhiều thứ thông qua các cái bài đọc đấy thông qua mỗi bài đọc thì mình sẽ có một cái thông điệp nào đấy được gửi tới uh, đằng sau cái câu chữ và đằng sau cái ý nghĩa của cái bài đấy thì các bạn cũng có thể yêu nó yêu cái tiếng nhật và cảm thấy hứng thú hơn với tiếng nhật bằng cách là uh, đi sâu vào cái phần nội dung để mà mình có thể thực hành nó này mình có thể áp dụng nó này cả về mặt nội dung này cả về mặt cách diễn đạt này cả về mặt từ vựng và ngữ pháp để mà áp dụng vào trong thực tế ấy, thì khi mà cứ áp dụng áp dụng và mình tìm được một cái gì đó hay ho từ cái việc đọc ấy thì cái việc đọc của mình nó cũng sẽ trở nên kéo dài hơn và nó sẽ có thể theo bạn được lâu hơn và nó sẽ lâu chán tại vì mình cứ chán cái này mình lại tìm cái khác để mình làm nhưng mà cái khác hay cái gì thì nó vẫn liên quan đến tiếng nhật chẳng hạn nó sẽ phục vụ cho công việc của bạn chẳng hạn và nó sẽ giúp cho cái khả năng của bạn nó phát triển hơn thì mỗi một lần như vậy mình sẽ càng tăng thêm được cái vốn tiếng Nhật thêm nhiều hơn. Thêm một cái cách nữa mà các bạn có thể áp dụng đó là khi mà mình đọc các cái bài đọc này, khi mà mình nốt lại các cái từ vựng hoặc các cái cấu trúc ngữ pháp này thì là chúng ta không phải là biết rồi để đấy thì các bạn có thể tìm trong cái cuộc sống của mình, tìm trong cái uh, công việc của mình, mình có thể áp dụng những cái đó vào trong cái công việc thường ngày của mình không? À, thì thông qua cái việc mà mình cứ lặp đi lặp lại Các cái việc nhỏ nhỏ như vậy Thì dần dần cái khả năng của bạn nó sẽ được cải thiện Và nâng cao hết, rất hơn rất là nhiều à, Không chỉ đơn thuần là mình thi do PT Mà mình học để mà có kiến thức Học để mà cảm thấy vui Cảm thấy mình được uh, sử dụng nó Được ứng dụng nó vào trong thực tế à, Thì đấy là cái bài nội dung ngày hôm nay à, Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo Giá